Hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đang từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game tài chính, mình đang từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video sáng hàng ngày thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tình hình và các sự kiện nội chung mới nhất game tài chính anh em và cùng nhau vui chơi sự kiện. Nói về cốt luôn nhá. Để khỏi hỏi nhiều, anh em cứ vào hỏi cốt đâu. Ui, mấy ông toàn tua. Còn đây, tại ở có mỗi video tối hôm qua anh em chưa xem video tối qua tham gia nhé, đang có event 5 phần quà đấy, tối nay tôi chốt. Rồi hiện tại thì tôi vừa nhận quả kèo làm đấu trường cho Thiện, bảo tối dậy anh auto cho em. Ừ thì anh cũng, thì tôi cũng thoải mái thôi, tôi với Thiện thì quen nhau đâu rồi. Ừ thì ok, để đây anh treo cho. Thế thì treo giờ hơn 10 giờ đêm, anh em tính tôi thì cũng bị không auto nữa rồi, thì cũng muộn rồi, mình quay clip còn đợi nữa, rất là muộn nhưng mà ảo thật đấy, tôi biết mà. Đến ngay anh em, nãy vô chính trường nó bảo là đang cập nhật, không vào được, giờ nó cho vào rồi anh em, chắc lấy qua ngày à. Đây còn đang thiếu mất 8 ván. 8 ván nữa là xong, thôi chắc để cho Thiện nó làm nốt anh em. Tôi cũng đang hơi nửa. Nãy giờ mới đồng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uầy, cái thông thạo luôn à. Bây giờ mới được 16 phần quà gift code anh em. Kiểu hơi lười ấy. Thôi được chừng nãy được anh em. Còn nốt Thiện làm nốt cho anh em. Không cảm. Đấy tôi không phải tôi nói đâu, anh em đang treo thấy nó bảo báo trì cái gì, tôi chịu trả trái đường với anh em thế mà thôi. Nay thì đủ đồ thì chúng ta đi hốt quả bảo trì ở bên tiệm Big Mom, nhưng từ từ anh em nhớ qua fanpage à. Tí vào cho anh em xem quả bảo vật. Ừ. Anh em mới lấy quả bảo vật mới thấy cũng hấp dẫn phết. Đợt sau sự Big Mom tôi chăm chỉ lấy anh em. Vinh danh đua top lắm hiểm rồi ok, mấy bạn top mà vẫn là phần quà, ngồi tiếp tục ngồi hóng quà thôi anh em. Xem qua phần cái dự toán từ mới rồi nhỉ, 15k xem có anh em quay xe bẻ lái gì không, chắc không. Ừ vẫn là Luffy thôi anh em, nào anh em đa số vẫn lù. Cái vụ này chả muốn nói nữa anh em, được cũng được thôi, chứng chịu chả biết ra tướng gì. Nami thì tùy chọn thôi. Giờ có ngồi hóng quà anh em này, thám hiểm đảo hạc tạc anh em. Bây giờ ngồi hóng quà này là ngon này anh em này. Đây. Qua nhóm tí nhờ, bên nhóm xem có gì hot nữa không. Ôi rồi anh em cứ dồn vào, dồn là tích đủ mà, chiến trường giờ được trăm, hơn trăm cái mà, bảo pull chiến trường được trăm cái, nấy chưa pull nó được chưa pull mà được 100 cái à. Từ chích lại coi nào. Quả bảo trì ok các bạn. Ồ pull là trăm mấy chứ, đây chưa pull rồi anh em. Đây mấy tôi mới nhận được 16 lượt mà được 105 áo động, sorry phải 68 anh em luôn, 68 nó xù vòng quay. Nhìn thế nào vậy, nhìn thấy chú của anh em. Đây là cái lón Big Mom được 68 nón anh em. Pool sự kiện này là được 100 nón anh em. Thế là cũng ok rồi. Tính ra cũng khéo đấy anh em. Như Thiện đấy còn 140, nên tôi chắc hình như còn 140. Ừ, 160 anh em. Ok, 160 bạn. Đây, tuần này lấy vòng tinh lâm. Tôi vừa xem qua quả bảo vật này thấy cũng được ấy. Gây thêm 45% tốc, 20 giảm sát thương và 10% miếng chống. Không biết là pool thì như nào. Ok, lượm về thôi. Quả bảo vật mới này nghe hấp dẫn anh em. Còn dư 19 à, chả biết là cũng chọn là album mà. Hay cha. Ok, còn mấy điểm mai Thiện nó làm nốt tính sau anh em. Xem nào. Buổi ạc này chưa gì dư 1k090 ấy rồi, căng đấy nhờ. Yeah. 117k, ở đây anh mở hộ cho nhá. Xem có gì hot không. Chắc để dồn mở một cháu hơi khó đấy anh em, phải dễ đâu. Hiện thì tuần vừa rồi thì cũng lấy được quả dìu đầu lâu về rồi anh em. Lâng pool thì là gây được 50 chặn, 25 máu, 18% công. Trông thì cũng uy tín đấy, Kado thì đang mang món gì? Vòng gì? Vòng ngọc quý hả? Gây thêm 70% tốc, 20% máu. Uầy, tính ra cái này ngon nhờ. Quả này lấy đâu ra? Vòng ngọc quý à, từ anh em, vòng ngọc quý để tôi nhớ xem nào. Kiện nó còn dương không? NS tùy chọn, hình như không có đây anh em. Vòng ngọc quý này từ từ. Cửa hàng sô cô la. Phải nó, không phải à? Nên nó ở đâu ta? Mai phải hỏi em tôi mới được xem là nó lấy cái vòng ngọc quý này đâu nhờ. Mình cái vòng này quen anh em. Thảo thật đấy. Cả anh em đánh boss này. Ô, còn dư đâu hơn hai mấy lượt đánh boss này. Lại tích à.
khả năng anh chàng này lại tích cho anh em, tích thì để anh dùng cho. Bữa tôi mở được 10 dương kim cương được 2k, sau em nó mở được 500 kim cương các bạn. Đúng kiểu đen thôi đỏ quên đi anh em, đúng đen đúng đạc luôn, không thay đổi được. Nhưng từ từ cái vòng ngọc quý này là tôi nhớ là tôi thấy nó đâu rồi mà. Từ từ anh em để tôi một tí nha, tôi check xem là tôi nhớ là tôi đã từng thấy cái vòng ngọc quý này nó ở chỗ nào các bạn. Chỉ là hiện tại tôi chưa nhớ ra vị trí chính xác của cho nó thôi. Cái vòng ngọc quý này nó nằm chỗ nào ta? Tôi nhớ không nhầm là chỗ đổi kẹo sô cô la thì phải, chính xác luôn, không thể lệch được anh em. À, đi đâu mà được nữa anh em, rõ ràng nó kẹo sô cô la hay đợt này tuần này không có ta. Ảo thế nhờ. Alo đây đây chứ. Đây 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 đúng rồi các bạn. Đây 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 đây. Vòng ngọc trai. Ủa? Không phải, đây là vòng ngọc trai các bạn, cái kia là vòng ngọc quý. Ừ. Cái này chắc phải hỏi thêm Thiện thì mới biết được thêm thông tin thôi anh em, chứ hiện tại thì chưa có thông tin, mù mờ lắm. Hay là đấy trong Big Mom nhỉ? Còn giờ vào check được nạn ta. Không anh em, giờ không vào check được các bạn. Cày thế nhờ. Rồi ok các bạn, tiếp tục nào. Đùa kiếm được đâu ra quả vòng quý đấy nhờ. Ok để tôi inbox Thiện thêm cái gì tôi cập nhật anh em video sau. Ủa một à, cũng chưa mở điện ấy luôn à. Sao như vậy thì sao rồi. Đâu 2k kem kim cương luôn, càng đấy. Đây em tôi bảo là anh rảnh cầm vào cầm em mà đi hải thử thách à, em cầm đi hải thử thách thì bao phêu nó cho anh. Ok lượt kèo cũng lần đầu tiên từ từ anh em, thì tôi ra check em chiến trường đó. Thế nó đang đánh nó không cho là nó cho tiếp anh em nhìn kiểu cay ra man. Rồi ok. Đó, mình nhớ tem chiến trường mới đi được các bạn. Ta có cái trừ này. Kinh này, cái đồ này. Còn thử con này có anh em 29m được chiến. À, thêm tôi bảo đi tem em nó bóng nhảy lắm mà, cái đồ chắc là ok các bạn, dù có bảo vật mà quên có nội thất nữa mà, cái đồ này như có nội thất bữa tôi đi săn cho mà 4 5 món rồi phải. Úi trời tuyệt vời, hết sảy. Úi trời ơi bén đấy chứ nhờ, tính ra lại đi cái ải này anh em bén đấy chứ, đùa đâu anh em bén đấy chứ. Úi rồi, úi rồi luôn. Vâng đây là anh em căng đấy chứ. Ừ bén thì bén là nhưng anh em căng nhờ. Úi rồi cả đầu vút được của nó luôn anh em, uy tín luôn, tuyệt vời. Quên check cái đồ nào. 2k3 để 5 nội thất. Check nội thất cái nào. Ui đã cày lên 64k rồi, nhanh thế nhờ. 30 tốc rồi anh em. 41 10 lần nữa đã nhận được 4k9 à. Không Thiện thì nó hay ta quen tích cả vài trăm k nó mới mở anh em. Ủa mà sao không nâng thuyền thêm ta. À chưa đủ lần anh em. Vô căng đấy. Đá thì toàn 20, 12, 15. Hết chưa? Hết rồi các bạn, đây là 17, 21. Nói chung đại đến khi đủ 50 viên một loại này chắc là cũng hơi khó đấy anh em, phải đơn giản đâu. Xem nào, arc này xem nào. Thần thú, boss thần thú này chưa đánh à? Ô, xong rồi. Đậu thần. Ui căng vô anh em, top 1 rồi này. 988 tháng 4 à. À cũng đang ở cái trận này giống tôi này. Tôi cũng đang bị trận dừng. Tôi bữa cũng bị trận ở dần, trận này anh em. Đây bữa mình cũng bị trận ở trận này đây anh em. Y chang mình luôn, không khác một tí tì tèo nào anh em. Bữa tôi bị trận ở trận này đang dở anh em. Không qua được, không làm gì thế, cái nào qua được anh em. Trời, căng đấy nhờ.
Cả đồ có lỗi không, chưa phải vấn đề anh em. Tha rồi rồi, nó hóa đá luôn, nghỉ luôn đi. Trong video sáng nay thì cập nhật qua tình hình quả cáp các thứ thế thôi anh em, thì cũng hốt đống quà đống cốt thế là ngon rồi. Uầy, full quà luôn à, hey, cảm giác đỉnh thế nhở. Hey, cảm giác sao mà đỉnh thế nhở. Vẫn tầng 3 chứ lên tầng 4 anh em. Rồi video tôi kết thúc nha, hẹn gặp anh em tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo video kênh Tự Tử Đường Phố nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người tiếp theo nhé. Bye bye.